vừa đạt được. Thứ hai, bạn có thể bị chia đôi số điểm hoặc là bạn sẽ bị mất toàn bộ số điểm vừa đạt được. Bạn có quyết định lựa chọn thẻ cơ hội hay không? Thanh Sĩ sẽ chọn thẻ số 3. Thẻ số 3 đó là thẻ màu. Ôi, ủa? Đáng tiếc quá. Bạn vừa mới may mắn nhưng mà may mắn đã mất đi rồi, nhưng mà không sao, bởi vì bạn vẫn còn có quyền trả lời câu đố. Và nếu bạn trả lời đúng câu đố này thì bạn sẽ mở được cho mình chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Câu đố dành cho bạn như sau: giữa bảng chữ cái tiếng Anh và bảng chữ cái tiếng Việt, bảng chữ cái nào nhiều chữ cái hơn? Theo mình thì là bảng chữ cái tiếng Việt nhiều hơn. Tại sao thế? Vì ngoài 24 chữ cái ra thì còn có chữ A này, còn có chữ Á này, Ớ này. Câu trả lời của bạn là một câu trả lời đúng. Bạn thân sự thân mến, như vậy là bạn đã mở cho mình được chữ số đầu tiên trong mở pin của mình rồi. Còn bây giờ thì xin mời các người bạn của chúng ta cùng đến với lượt chơi thứ hai. Dịch vụ mua thẻ trả trước qua máy ATM giúp khách hàng có thể: A, mua thẻ trả trước điện thoại di động; B, mua vé máy bay; C, mua thẻ internet; và D, A và C đều đúng. Hết. Bạn Tóc Tiên thân mến, Hồng Phượng chưa đọc xong câu hỏi mà bạn đã bấm chuông rồi. Vì vậy xin được mời ba người bạn còn lại. Bạn Hoàng Linh. Dạ, theo em thì câu D là câu trả lời của em. Tôi đồng ý với đáp án của bạn. Đúng với câu trả lời của bạn Hoàng Linh, với thẻ Đông Á thì chúng ta có thể mua thẻ trả trước qua điện thoại di động hoặc là qua internet, qua kênh ngân hàng Đông Á điện tử. Đó là câu trả lời đã mang đến cho bạn 100 điểm. Và bây giờ, ba chiếc thẻ cơ hội đang ở trước mặt bạn. Bạn có quyết định chọn lựa thẻ cơ hội hay không? Nếu chọn lựa thẻ cơ hội, bạn sẽ có cơ hội nhân ba số điểm của mình. Có nghĩa là từ 100 điểm mà nhảy lên tới 300 điểm lận. Không chọn. Quyết định không chọn, ăn chắc mặt bền đúng không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời bạn nghe câu đố. Bạn hãy nhìn vào màn hình và đoán xem đây là hình bóng của loại trái cây nào. Dạ, em xin đoán trái này là trái trái bơm. Đáp án của tôi, chúng tôi đưa ra là trái táo. Trái táo cũng là trái bơm. bởi vì tôi hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của bạn. Như vậy là thưa quý vị, đến giờ phút này thì bạn Hoàng Linh của chúng ta đã mở cho mình được chữ số đầu tiên. Còn bạn Đình Cường và bạn Tóc Tiên, hai bạn hãy cố gắng nhiều hơn nữa, nhanh tay hơn nữa để giành quyền trả lời về phía mình. Chúng ta đến với lượt câu hỏi tiếp theo. Vận động viên quần vợt Roger Federer có quốc tịch gì? A. Xin lỗi bạn Thanh Sử, ông vừa chưa đọc xong câu hỏi mà bạn đã bấm chuông rồi. Ba người bạn còn lại, chúng ta tiếp tục chú ý. Vận động viên quần vợt Roger Federer có quốc tịch gì? A. Thụy Sĩ, B. Thụy Điển, C. Tây Ban Nha và D. Pháp. Bạn Đình Cường. Theo như Cường biết thì vận động viên này là người có quốc tịch Thụy Sĩ, bởi vì anh đã từng tham gia vào giải Úc mở rộng vừa rồi. Trí nhớ của bạn rất tốt. Bạn Đình Cường thân mến, với câu trả lời vừa rồi bạn đã mang về cho mình 150 điểm. Nếu mà được nhân 3 thì sẽ được 450 điểm. Còn nếu mà bị chia đôi thì sẽ còn lại 75 điểm. Nhưng mà cơ hội còn lại là mất hết điểm. Thôi thì đã chơi thì chủ yếu hết mình luôn. Vui là chính đi ha. Vui là chính. Mình cứ thử vận may của mình hôm nay đến trường quay xem sao. Bạn chọn thẻ nào? Và Cường sẽ chọn màu xanh. Màu xanh. Nhân 3 số điểm, xin được chúc mừng Đình Cường. Đình Cường, bạn có cảm thấy mình thật sự may mắn hay không? Cho đến giờ phút này thì Cường vẫn tin mình là một trong những người may mắn. Và Hồng Phượng hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục may mắn cho tới cuối chương trình. Câu đố dành cho bạn như sau. Tại SEA Games 24, Việt Nam đạt 64 huy chương vàng. Số huy chương vàng này có vượt hơn kỳ SEA Games 23 ở Philippines hay không? Đây là những số liệu đã từng được thống kê trên báo thì... Bạn theo Cường biết đoán. Thì SEA Games 23, Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn sau Philippines và Thái Lan. Nhưng mà năm đó SEA Games 23, Việt Nam đã được hình như là 71 huy chương vàng. Cho nên SEA Games 24, Việt Nam đạt 64 huy chương vàng sẽ không vượt qua kỳ SEA Games 23 được. Theo Cường suy đoán là vậy. Một lần nữa tôi phải nói rằng là trí nhớ của bạn cực kỳ tốt. Như vậy là bạn Đình Cường đã mở cho mình được chữ số đầu tiên trong mở pin của mình. Bạn Hoàng Linh,
Nhanh tay lên chút xíu nữa nha. Chúng ta đến với lượt câu hỏi thứ tư. Lượt câu hỏi này có số điểm tích lũy là 200 điểm. Ca khúc Chị Tôi trong phim Người Hà Nội do nhạc sĩ nào sáng tác? Xin lỗi bạn Thanh Sử. Không phải. Không phải tôi. Em ấn mạnh luôn. Xin lại được không? Tại em để cái tay sao mà nó mạnh. Xin lỗi bạn Tóc Tiên. Hồng Phượng chưa đọc xong câu hỏi, bạn hơi vội vã một tí. Xin mời ba người bạn còn lại. Ca khúc Chị Tôi trong phim Người Hà Nội do nhạc sĩ nào sáng tác? A. Phú Quang, B. Trần Tiến, C. Trọng Đài, D. Anh Quân. Tại Thanh Sử rất là quyết tâm. Thanh Sử biết là bài hát Chị Tôi trong phim Người Hà Nội do nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác. Tôi nghĩ rằng là câu hỏi này quá đơn giản đối với Thanh Sử. Tiên. Cố lên. Rồi, bây giờ tiếp theo bạn sẽ quyết định số phận của mình như thế nào đây? Người quan mới chọn nên nó mất tiêu rồi. Bây giờ chọn cái... Hồi nãy bạn chọn một lần và bạn đã bị mất điểm rồi. Như vậy là bây giờ bạn phải kéo lại. Ok. Bằng cách là chọn... Số 1 này nè. Thì sao? Số 1, màu xanh lá cây. Chúng ta cùng xem. Bạn bị chia đôi số điểm. Có lẽ là may mắn trong những phút đầu không mỉm cười với bạn, nhưng mà biết đâu trong những lần sau thì lại mỉm cười với bạn thì sao. Nhưng mà bạn vẫn có quyền trả lời câu đố. Xin mời bạn nhìn vào màn hình và hãy đoán xem loài cá này là loài cá gì. Giống con gì bạn? Giống... Bạn có thấy quen không? Không có quen lắm mà nó giống giống con lươn con gì đó. À thấy rồi. Con cá heo. Con cá heo, vâng, chính xác là con cá heo. Thanh Sử ơi, bạn đã mở cho mình thêm được một chữ số nữa rồi. Đây là chữ số thứ hai của bạn. Bạn quyết định giữ lại cho mình hay là nhường lại cho một người bạn khác? Thôi nhường cho Hoàng Linh đi. Nhường cho bạn Hoàng Linh. Thưa quý vị và các bạn, cho đến giờ phút này thì bạn Đình Cường của chúng ta đã sở hữu 450 điểm với chữ số đầu tiên trong mở biên của mình. Bạn Hoàng Linh sở hữu 100 điểm với hai chữ số trong mở biên. Và bạn Thanh Sử sở hữu 100 điểm với chữ số đầu tiên. Và bạn Tóc Tiên chưa có gì cả. Bởi vì Tóc Tiên bạn phải cố gắng hơn nhiều nữa. Chúng ta đến với lượt câu hỏi tiếp theo, lượt câu hỏi thứ 5. Ôi thật là không may thưa quý vị và các bạn, mặc dù là cuộc chơi của chúng ta đang diễn ra rất là sôi nổi và hào hứng, nhưng vì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi phải tạm dừng ở đây. Và để biết được người bạn nào sẽ là người cuối cùng rời khỏi cuộc chơi và họ sẽ sở hữu số tiền thưởng bao nhiêu, chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi chương trình lần sau. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với trò chơi truyền hình ATM. Tuần trước, chúng ta đã chứng kiến cuộc so tài của bốn nghệ sĩ rất dí dỏm và không kém phần hấp dẫn. Ngay bây giờ đây, còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không đến với những vòng đua nước rút hấp dẫn hơn. Thứ năm thì chúng tôi muốn nhắc với tất cả quý vị rằng hiện giờ tổng đài của chúng tôi đang mở và chúng tôi sẽ đóng cho tới lượt câu hỏi thứ 8. Vì vậy ngay bây giờ quý vị hãy gửi tin nhắn về tổng đài 8383 hoặc gọi điện thoại về tổng đài 8011011 và làm theo hướng dẫn. Còn bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng trở lại với bốn người bạn của chúng ta. Lượt câu hỏi thứ 5 sẽ có số điểm tích lũy là 500 điểm. Khải Hoàn Môn là công trình kiến trúc nằm ở thành phố nào của nước Pháp? Yeah.
Dạ, theo em thì Khải Hoàn Môn là công trình kiến trúc nằm ở thành phố Paris của nước Pháp. Nằm ở thành phố Paris của nước Pháp. Đáp án của bạn đúng với đáp án của ban tổ chức. Bạn Hoàng Linh. Tiếp theo, ba chiếc thẻ cơ hội với những sắc màu rất là tươi tắn đang hiện ra trước mặt bạn. Bạn thích màu nào trong ba chiếc thẻ này? Dạ, ở đây màu nào cũng đẹp hết. Màu nào cũng đẹp hết. Hồng Phượng cũng thấy vậy. Mà thôi em không chọn. Đẹp nhưng mà không chọn. Hồng Phượng nghĩ rằng không phải là bạn không chọn mà là bạn chưa chọn. Có nghĩa là chưa đúng thời cơ, đúng không bạn? Dạ đúng. Vậy thì bạn sẽ đến ngay câu đố của chúng tôi. Một hải lý dài hay ngắn hơn 1 km? Theo em thì một hải lý nó sẽ dài hay dài, ngắn hơn? Dài hơn 1 km. Bạn có nhớ là một hải lý là tương ứng với bao nhiêu km hay không? Dạ hồi xưa học địa đó thì thầy có nói là khoảng là gần 2 cây đó chị. Thưa bạn, một hải lý bằng 1852 km, có nghĩa là dài hơn 1 km. Xin chúc mừng bạn. Bạn Hoàng Linh ơi, bây giờ bạn đã giành quyền chủ động với chữ số thứ 3 của mình. Bạn quyết định giữ lại cho mình hoặc là nhường cho một trong số những người bạn ở đây. Em xin nhường lại. Nhiều quá mất công lên rút. Bạn nhường lại, nhưng mà Hồng Phượng xin nhắc với các bạn của chúng ta rằng là nếu mà các bạn chỉ mãi mê nhường chữ số cho người khác thôi thì cho dù bạn có là người rời khỏi cuộc chơi cuối cùng đi chăng nữa mà bạn chưa sở hữu đủ 4 chữ số thì bạn vẫn không thể nào rút tiền tại máy ATM được. Vậy thì bạn có thay đổi quyết định của mình không? Dạ không, em vẫn giữ nguyên quyết định. Vậy thì bạn nhường chữ số này cho ai? Ở đây thì anh Sử cũng có một chữ số. Có rồi. Bạn Đình Cường thì cũng có một chữ số. Rồi. Tóc tiên chưa có, tóc tiên cô bán nha. Cô gái xinh đẹp. Vâng, xin cảm ơn bạn Hoàng Linh. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi tiếp theo. Bộ phim nào đã đoạt giải Oscar 2007 dành cho phim xuất sắc nhất? Theo mình ấy, giải Oscar 2007 á là được trao cho câu A. Câu A. Đúng rồi. Câu A là một sự lựa chọn hợp lý. Tiếp theo, có lựa chọn thẻ cơ hội nữa không bạn? Bạn đã 2 lần lựa chọn thẻ cơ hội. Thứ nhất là mất điểm, thứ hai là bị chia đôi số điểm. Dạ bây giờ 3 lần thôi, đủ 3 số luôn đi ha. Đủ 3 số. Lần đầu tiên giờ chọn thẻ số 3. Đúng rồi. Lần thứ hai chọn thẻ số 1. Đúng rồi. Bây giờ phải chọn thẻ số 2. Thẻ số 2. Cùng xem. Chúc mừng bạn. Lần này thì may mắn là thật sự mỉm cười với thật sự. Còn bây giờ câu đố dành cho bạn. Bạn hãy nhìn vào màn hình và đoán xem là nhân vật nào ai còn thiếu. Cái nhân vật ở giữa là ai? Nếu mà ba bộ ba này á, bộ ba này phải là cái ông gì Kate Homi gì đó, quên này. Có nghĩa là bạn đoán là cái ông. Đó, diễn viên nam. Thế mà bộ ba đi chung này. Có nghĩa là bạn đoán là cái ông, nhưng mà đáp án của chúng tôi là một bé. Là bé Susie Cruz. Con trai, đúng rồi. đáp án của bạn đưa ra chưa đúng với đáp án của chúng tôi. Như vậy là xin được chia sẻ với bạn Thanh Sử. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ 7. Thủ đô của Canada là thành phố nào? A. Ottawa. B. Toronto. C. Victoria. Xin được chia sẻ với bạn Tóc Tiên. 3 người bạn còn lại, chúng ta cùng nghe lại câu hỏi. Thủ đô của Canada là thành phố nào? A. Ottawa. B. Toronto. C. Victoria. Và D. Quebec. Ai vậy? Vừa rồi là bạn Thanh Sử vừa bấm chuông, nhưng mà Hồng Phượng vẫn chưa đọc dứt câu hỏi. Như vậy là cả 2 người chơi Tóc Tiên và Thanh Sử đều làm mất quyền trả lời của mình. Vì vậy câu hỏi này chúng tôi phải dành lại cho tất cả quý vị khán giả. Xin mời các bạn khán giả đang có mặt ở trường quay. Xin mời bạn mặc áo sọc đen ạ.
Bạn có còn nhớ nội dung câu hỏi không? Dạ nhớ. Em xin trả lời là thủ đô của Canada là Ottawa. Chính xác, xin được chúc mừng bạn. Phần thưởng mà bạn nhận được của chương trình là 200.000 đồng. Bây giờ trở lại với trường quay với bốn người chơi của chúng ta. Chúng ta cùng bắt đầu lượt câu hỏi thứ 8. Và chúng tôi muốn nhắc với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Ngay bây giờ quý vị hãy nhanh tay hơn nữa gọi điện về cho chương trình hoặc nhắn tin về cho chúng tôi. Bởi vì sau lượt câu hỏi thứ 8 thì chúng tôi sẽ đóng tổng đài dự đoán và kết quả chúng tôi sẽ thông báo trong chương trình lần sau. Còn bây giờ, bốn người chơi của chúng ta, các bạn đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi lượt câu hỏi thứ 8 có số điểm tích lũy là 800 điểm. Nhà máy thủy điện Trị An được xây trên địa phận tỉnh nào ở nước ta? A. Bình Dương, B. Đồng Nai, C. Bình Phước và D. Long An. Tóc Tiên, lần này thì Tóc Tiên rất là kịp lúc. Dạ, theo em được biết đó là nhà máy thủy điện Trị An thì được xây dựng ở tỉnh Đồng Nai. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ Tóc Tiên đã giành được thế chủ động về phía mình rồi. Bạn quyết định như thế nào với số phận tiếp theo của mình? Lựa chọn thấy cơ hội chứ. Dạ, bạn chưa có. Thôi bây giờ em nghĩ là nếu mà em câu này em được 800 điểm. 800 điểm có nghĩa là nếu mà bạn chọn lựa thấy cơ hội, nếu được nhân 3 thì tới 2.400 điểm. Tại vì em nghĩ là 800 thì em hơn 2 người, thua có người là thôi em không có liều. Không có liều. Nãy giờ em xui rồi. Có nghĩa là khó khăn lắm thì mới kiếm được 800 điểm. Dạ, phải biết quý gì. Đúng, phải biết quý. Và bây giờ câu đố dành cho bạn như sau. Bạn hãy nhìn lên màn hình và đoán xem đây là hình ảnh của kỳ quan nào. Dạ rất là dễ để mà có thể đoán được, đây là một kỳ quan của đất nước Trung Quốc, đó là Vạn Lý Trường Thành. Chính xác. Tóc Tiên ơi, chữ số thứ 2 đã mở ra với bạn rồi. Bây giờ bạn quyết định như thế nào? Bạn giữ lại cho mình hay là nhường cho một người bạn khác? Dạ hồi nãy thì anh Linh đã thương em nhường cho em, giờ em nhường lại cho anh trả lại. Nhường lại cho bạn Hoàng Linh. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã kết thúc lượt câu hỏi thứ 8. Điều đó đồng nghĩa là chúng tôi đã đóng tổng đài dự đoán. Và kết quả dự đoán thì chúng tôi sẽ thông báo vào chương trình lần sau. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi danh sách những khán giả trúng thưởng của kỳ trước. Cô rút tiền à? Cô cần chi tiêu? Có thẻ đồng áng không cần nhiều tiền mặt đâu. Giúp thanh toán khi mua hàng. Thanh toán tự động hóa đơn hàng tháng, gửi tiền tự động. Ngân hàng điện tử nhiều tiện ích, mua các loại thẻ cao. Thẻ đồng áng không chỉ để rút tiền. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ bạn Đình Cường của chúng ta đang sở hữu số điểm là 450 điểm với chữ số đầu tiên trong mở biên của mình. Bạn Hoàng Linh sở hữu 600 điểm với 3 chữ số. Bạn Thanh Sử sở hữu 1.900 điểm với 1 chữ số. Và bạn Tóc Tiên đang sở hữu là 800 điểm với chữ số đầu tiên trong mở biên của mình. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi cuộc chơi của 4 người chơi này qua lượt câu hỏi thứ 9. Lượt câu hỏi thứ 9 có số điểm tích lũy lên đến 900 điểm. Câu hỏi như sau. Có bao nhiêu ô trên bàn cờ tướng? A 58, B 60, C 62 và D 64. Bạn Thanh Sử. Trên bàn cờ tướng có tất cả là 64 ô. Bạn trả lời chính xác câu hỏi này. Bạn Thanh Sử, tiếp theo ba chiếc thẻ cơ hội là hiện ra trước mặt bạn. Một là bạn sẽ được nhân 3 số điểm, hai là bạn sẽ bị chia đôi số điểm, hoặc là bạn sẽ bị mất toàn bộ số điểm vừa nhận được. Khó đúng không bạn? Quá khó. Cố gắng suy nghĩ và lựa chọn cho thật chính xác. Mình đã có lựa hết rồi, 1, 2, 3 đều lựa rồi. Thôi lần này chắc bảo toàn. Dạ đúng rồi, số điểm của mình bảo toàn cho nó chắc ăn. Và sau đây là câu đố dành cho bạn. Yahoo Mail có thêm giao diện bằng tiếng Việt trước hay sau năm 2006? Theo mình thì là sau năm 2006. Tại sao bạn lại nghĩ là sau năm 2006? Tại vì nếu mà trước năm 2006 á thì nó là những cái đường truyền internet nhiều hơn.
Yahoo Mail có giao diện bằng tiếng Việt bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 năm 2005. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi tiếp theo, lượt câu hỏi thứ 10. Có số điểm tích lũy lên đến 2.000 điểm. Vì vậy các bạn phải suy nghĩ thật kỹ, thật nhanh tay để giành quyền trả lời về phía mình. Tại sao các vận động viên thể dục hay xoa bột vào tay trước khi thi đấu? A. Để tăng ma sát giữa tay và dụng cụ. B. Giảm ma sát giữa tay và dụng cụ. C. Để dưỡng da tay. Và D. Để làm sạch tay. Xin mời bạn Đình Cường. Cường có đọc một số cái tài liệu thì nó cũng nói là khi mà các vận động viên xoa tay vào bột là để tăng ma sát giữa tay và dụng cụ, cho nên Cường sẽ chọn đáp án A. Sự suy đoán của bạn hoàn toàn hợp lý. Bạn Đình Cường thân mến, tiếp theo thế cơ hội lựa chọn chứ. Thôi chắc lần này không dám mạo hiểm đâu, nãy giờ lâu lâu mới bấm được cái chuông. Có nghĩa là lâu lâu mới bấm được cái chuông, cho nên là bây giờ quyết định là bảo toàn số điểm cho mình đúng không bạn? Chúng ta cùng đến với câu đố. Vận tốc âm thanh và vận tốc ánh sáng, vận tốc nào lớn hơn? Vận tốc ánh sáng sẽ lớn hơn vận tốc âm thanh. Một lần nữa trí nhớ của bạn quá tốt. Bạn Đình Cường thân mến, như vậy là bạn đã sở hữu được chữ số tiếp theo. Bạn quyết định giữ lại cho mình hay là chữ số này? Tôi có nghe một vài lời khuyên là bạn nên giữ lại cho mình. Chắc Và tôi cũng mới nghe một vài lời khuyên là bạn nên nhường lại. Chắc là những người đứng ngoài cuộc luôn luôn sáng suốt, cho nên Cường sẽ nhường lại. Vậy bạn nhường lại cho người nào? Hay nhường cho Hoàng Linh đi. Rồi, nhường cho Hoàng Linh. Có vẻ là ngày hôm nay bạn Hoàng Linh của chúng ta nhận được rất nhiều sự ưu ái từ phía các bạn cùng chơi của mình. Như vậy là bạn Hoàng Linh hiện giờ đã sở hữu đủ 4 chữ số rồi. Và bạn đang sở hữu số điểm là 600 điểm, tương ứng với 600.000 đồng. Và bạn cũng là người đầu tiên bước lên rút tiền tại máy ATM. Xin mời bạn. Bạn Hoàng Linh thân mến, hiện giờ bạn đang sở hữu một số điểm là 600 điểm, có nghĩa là tương ứng với 600.000 đồng. Bạn sẽ trở thành chủ nhân của số tiền này nếu bạn trả lời đúng câu hỏi của chúng tôi. Nhưng nếu trong trường hợp bạn không trả lời đúng câu hỏi thì bạn vẫn còn một cơ hội nữa. Đó là bạn phải đoán đúng thứ tự các chữ số trong mã pin mà bạn vừa mới mở được. Và nếu mà bạn một lần nữa bạn lại không đoán đúng thì không sao, bạn vẫn không phải ra về tay không. Bạn sẽ ra về với một số tiền thưởng của ban tổ chức, đó là 500.000 đồng. Thưa quý vị, đó là trường hợp của bạn Hoàng Linh của chúng ta, bởi vì bạn Hoàng Linh đã sở hữu số điểm là 600 điểm. Nhưng nếu người bạn nào sở hữu số điểm từ 1.000 điểm trở lên, thì mặc dù bỏ lỡ hai cơ hội trước thì các bạn vẫn có thể ra về với 1 triệu đồng của chúng tôi. Bạn Hoàng Linh, bạn đã hiểu rõ chưa? Dạ, hiểu chị. Và bây giờ cơ hội thứ nhất đến với bạn, có nghĩa là bạn phải trả lời đúng câu hỏi của chúng tôi đưa ra. Vâng, mẹ. Bạn chọn câu này. Câu này. Vâng. Câu hỏi dành cho bạn. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới vào năm nào? Theo em nhớ không lầm là hồi lúc trước em có lên mạng xem thì hình như là năm 2005 thì phải. Bạn nghĩ là năm 2005? Tôi cũng nghĩ là năm 2005. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là bạn đã may mắn ở ngay cơ hội đầu tiên. Số tiền 600.000 đồng đã thuộc về bạn. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy đưa thẻ vào và rút ngay số tiền của mình. Mã số của bạn là 6203. Đây là số tiền của bạn. Như vậy là bạn Hoàng Linh của chúng ta đang cầm trên tay số tiền thưởng là 600.000 đồng. Và bạn Hoàng Linh thân mến, bạn vẫn còn một phần quà nhỏ nữa mà ban tổ chức muốn gửi tặng cho bạn để bạn luôn nhớ về chương trình của chúng tôi. Vâng, chúc mừng. Xin chúc mừng Hoàng Linh. Bạn có lời gì muốn nói với mọi người không? Trước khi chia tay chương trình thì xin chúc ba thí sinh còn lại sẽ ba người sẽ dành một chiếc vé lên đây. Xin cảm ơn Hồng Thường rất nhiều. Xin cảm ơn Hoàng Linh và xin tạm biệt. Thưa quý
quý vị và các bạn, như vậy ở lại trường quay với chúng ta là Đình Cường, Tóc Tiên và Thanh Sử. Và Hồng Phượng muốn lưu ý với các bạn một điều là chúng ta còn tới 3 người chơi nhưng mà chỉ còn 6 lượt câu hỏi thôi. Vì vậy các bạn phải thật nhanh tay giành quyền trả lời về phía mình để có thể